Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Có bao nhiêu con quạ ở vương quốc? Một ngày nọ, hoàng đế A-ba và tể tướng Bi-ba đi dạo trong vườn hoàng cung. Đó là buổi sáng mùa hè đẹp trời và có rất nhiều quạ đang bay, đang đậu trên những cành cây. Trong lúc mải mê ngắm những chú quạ, chợt hoàng đế nghĩ ra một điều thú vị. Không biết có bao nhiêu con quạ trong vương quốc của mình ta? Người có biết có bao nhiêu con quạ trong vương quốc của mình không? Theo thần, có 95.463 con quạ. Thiệt ư? Nếu có nhiều hơn số quạ đó thì sao? Nếu có nhiều hơn số quạ đó thì tức là đã có một số quạ bay từ những vương quốc láng giềng qua. Vậy nếu có ít hơn số quạ đó? Nếu vậy, nghĩa là một số con quạ ở vương quốc chúng ta đã bay sang vương quốc khác. Trong cuộc sống, đừng nên quá phức tạp mọi vấn đề. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có cách suy nghĩ và lý giải đơn giản.